Rồi đi đi ăn thôi. Đi ăn thôi.
rồi là cào cào chứ không phải. Ơi, anh đang quét nhà em ạ. Em đi chợ về rồi à? Không. Bán hết hàng không? Bán hết rồi anh ạ. Đang nắng mà tự nhiên lại mưa to anh ạ. Trời mưa to thật đấy em ạ. Thời tiết bây giờ sợ thật đấy. Em ngồi nghỉ đi nhá. Vâng. Em thấy mệt không? Đi dầm mưa một tí sẽ thấy hơi nặng người anh ạ. Bây giờ em ở nhà nhé. Vâng, anh đi đâu? Anh có nhà xong bây giờ anh đi lấy củi nhé. Dạ. Anh cứ đi lấy đi, để em ở nhà em làm việc nhà xong em đi tỉa mấy cái cây rau kia một tí nó mọc dày quá rồi anh ạ. Vâng. Để cái này nó cũng không lớn được đâu. Rồi thế em ở nhà nhé, anh lấy củi nhé. Ừ, anh đi nhé. Em cũng đi làm việc bây giờ đây. Thank you.
đây đây đây. Làm sạch các chỗ cỏ nhá. Đấy, bà làm cho sạch vào nhá. Vâng. Nếu cải tạo tốt thì chúng tôi sẽ ơn xá cho bà ra trại sớm. Vâng. Tôi rất cảm ơn cán bộ làm cho sạch vào. Tạo cho tôi công việc làm tôi thoải mái quá. Đấy, cho bà cơ hội đấy. Làm cho sạch vào nhá. Vâng. Làm thế này được chưa cán bộ? Cho sạch vào. Chị ngồi đây. Vâng ạ. Cái tinh thần thời gian bà Ma cải tạo cái này là bà có ngoan ngoãn cải tạo không? Dạ thưa đồng chí, bà Ma thì thời gian này cũng rất chịu khó cải tạo tốt, thấy bà rất là ngoan. Thế trong thời gian quá trình ăn năn hối cải thì bây giờ theo tôi thì thả tự do cho bà Ma chứ không thời hạn. Vâng, đúng rồi đồng chí ạ. Thế bà trong quá trình cải tạo thì bà cũng chấp hành tốt, chấp hành nghiêm và cải tạo rất là tốt thì ân xá cho bà, trả tự do cho bà trước thời hạn cũng được đồng chí ạ. Nhưng mà tôi nghĩ vậy, nghĩa là thống nhất là như thế. Rồi. Không biết họ ban cái gì nhỉ? Mình đi vào một xem đã. Nhà thả bà Hoa ra, còn hai con của bà thì để một thời gian để xem xét đã. Chắc chắn mình được thả rồi. Xuống rồi. Bây giờ mình thoải mái rồi. Đấy, chắc chắn thải rồi, được thải rồi. Thoải mái rồi. Sướng thật. Thì sướng quá. Thì phải làm, chắc đủ làm một tí đi. À, đến bà Hoa vào đây. Dạ vâng. Thì cần biết đây, thả ánh sáng cho bà. Vâng vâng. Do cho bà. Bà Hoa đâu rồi? Bà Hoa đâu rồi? Vâng. Rồi, bà cố phát cho chỗ này đi rồi bà vào phòng để chúng tôi làm việc. Vâng. Rồi, bà đi ra cho tôi nào. Rồi, bà đi vào đây. Đi vào đây để chúng tôi làm việc nào. Thế bà ngồi đây. Đây, bà vào đây nào. Bà Hoa này, quá trình thời gian cải tạo và giam giữ bà cũng ngoan ngoãn cải tạo tốt. Bây giờ tôi sẽ thả bà trước thời hạn. Còn là hai đứa con của bà chúng tôi còn giam giữ để xem xét giải quyết xử lý sau. Sau khi trả tự do cho bà, chúng tôi mong bà cố gắng cải tạo cho tốt để thành một công nhân tốt, không tái phạm. Nếu mà bà tái phạm chúng tôi sẽ tiếp tục tạm giam bà để xử lý sau. Vâng, tôi cảm ơn cán bộ ạ. Từ giờ tôi sẽ chấp hành tốt, tôi không vi phạm nữa. Đây là bạn cam kết thì mình bà ký vào đây xong là bà cố gắng chấp hành về trở thành công nhân tốt. Vâng. Thế bà ký vào đây. Tôi không biết chữ là tôi điểm chỉ không? Cái này chỉ vào đây cho tôi. Vâng. Đã ký quyết định thả tự do cho bà. Thế mời bà đi về nhà. Vâng, tôi cảm ơn cán bộ nhiều ạ. Đúng rồi, bà không tái phạm nữa nhé. Vâng, cô sướng lắm. Sướng quá. Hy vọng là bà Hoa sẽ chấp hành cải tạo tốt đồng chí ạ.
nhà xem nó đang làm gì, nó đang ở đâu. Chú vào nhà xem á. Tao vào nhà xem mày làm thế nào. Dọn đi à. Mày dọn nhé. Đất của tao tao không cho ai ở hết. Thế giờ bọn vì bọn mày á làm cho A3 mà con tao vào tù rồi. Mày dọn chú này. Mẹ ra chạy rồi à? Vâng. Tao được ra chạy rồi. Tao về xem bọn mày làm ăn như thế nào. Dọn của tao bây giờ tao không cho mày ở đây đâu. Mẹ đi ngồi kia để con lấy nước cho mẹ uống đó. Vâng. Cho tao uống. Bây giờ cái nhà này nhà của tao, tao không cho mẹ của mày ở đây nhá. Mẹ uống nước đi. Vâng, tao đã cần nước. Mẹ uống nước đi. Sao mẹ được ra chạy nhanh thế? Bây giờ tao được ra chạy rồi. Tao ở đây tao bảo chúng mày cho mày biết. Bây giờ vì mày á, ba mẹ con tao mới vào chạy. Bây giờ một mình tao được ra chạy, còn hai con trai tao vẫn còn ở trong chạy đấy. Bây giờ cái đất này đất của nhà tao, bây giờ tao không cho mày ở đâu. Bởi vì mày không lấy con trai của tao rồi. Mày đi ở đâu thì ở. Bây giờ đất này đất tao không cho mày ở đâu nhá. Nếu như mày còn lấy con trai tao thì tao cho mày ở. Nếu như mày còn lấy thằng khác thì tao không cho mày ở cái đất của tao nhá. Hôm nọ bà bảo là đất này là đất của bà. Từ cái lúc mẹ đuổi con đi ấy, bà bảo đất này là đất của bà. Xong là bà chỉ cho con làm nhà ở đây thì con mới làm nhà ở đây thôi. Bây giờ mẹ bảo đuổi con đi, con biết đi chỗ nào được. Mẹ bảo con đi, con không biết đi chỗ nào ở được đâu. Bây giờ bà cứ bảo con ở đây thì con ở đây thôi. Bà tao không biết. Mày muốn đi đâu ở thì ở, còn riêng cái đất này tao không cho mày ở đâu. Nếu mà mày lấy con trai của tao thì tao cho mày ở. Nếu mà mày không lấy rồi, mày bỏ rồi, mày đi chỗ khác ở, mày đi theo nó ở. Không, đây hôm nọ bà bảo là từ lúc mà con về đây ở thì bà bảo con về đây ở rồi. Thì bà bảo là đây đất ở trong sổ của bà thì bà bảo con ở đây thôi. Con không biết là đất của mẹ đâu. Bây giờ con phải về, con phải hỏi bà rõ ràng xem là đất của bà hay đất của mẹ thì con mới biết được chứ. Bảo đất của tao là đất của tao. Ai bảo đất của bà kia? Hôm nọ bà bảo thế thì con chỉ biết thế thôi. Bà bảo từ lúc con bắt đầu làm nhà ở đây thì bà bảo thế rồi. Bây giờ mẹ bảo thế thì bảo con... cái gì ai bảo? Bà bảo. Mày khác bảo chứ? Bà bảo là đất của bà thôi. Bây giờ tao không nghe ai hết. Con bây giờ con không biết được đâu. Bây giờ mẹ mới ra trại như thế thì bây giờ mẹ để cho con sống yên đi. Bây giờ mẹ về nhà mẹ cải tạo tốt, mẹ làm ăn làm lại từ đầu đi. Mày không phải mày đi chạy, mày không phải giải khôn tao. Tao cho hạn mày, mày được ở cái nhà này khoảng 2 ngày nữa thôi. Xong là mày phải dọn đồ đi hết. Tao không cho mày ở luôn mẹ, cái nhà này mẹ. Bây giờ mẹ bảo như thế thì con cũng không biết như thế nào đâu. Bây giờ mẹ đi về đi. Con bây giờ con nếu mà mẹ cứ làm căng như thế thì các con phải đi tìm cán bộ về thôi. Không thì không được đâu. Này rồi mày cứ đi tìm đi. Mày rồi mày đi báo cán bộ đi. Tao không sợ đâu. Kể cả mày đi báo bao nhiêu tao không sợ. Cán bộ bây giờ tao gặp nhiều lắm rồi. Tao không sợ đâu. Mày rồi mày cứ đi báo đi. Mẹ cứ làm thế thì con phải đi báo thôi. Chứ không bây giờ mẹ đuổi con đi thế này con biết ở đâu được. Cái mày. Cái nhà của tao, đất của tao, tao không cho mày ở hết. Tao đi ra hàng cho mày. Ở đúng 2 ngày xong là mày dọn đồ đi nhá. Tao không cho mày ở đây đâu. Con không đi đâu mẹ. Con cái à, không đi à. Không, hả? Không. Hả? Bây giờ bảo mày con cái gì? Cái gì ta? Mẹ đừng làm thế mẹ ơi. Tao đang ngực. Tao dọn đồ mày cho mày về luôn. Không xin đâu. Không xin hết mẹ, mày không làm thế đâu mẹ. Không xin hết, tao dọn cho mày xong là mày đi về luôn đi. Mẹ ơi, tao không cho mày ở đâu. Nhà này nhà của tao. Đất của đất của tao không cho mày ở đâu. Mày mẹ đừng làm thế mẹ. Mày à chống nhau à? Hả? Mẹ à chống nhau này. Mày mẹ cái này là không trai nhỉ. Thế tao hỏi cho mày biết. Mẹ không phải cái. Mẹ ôi, 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 ôi,
giống à. Giống à. Giống à. Nó phải hết con này. Ai thế nhỉ? Bà đợt này mới ra trại bà không không dám làm gì ác đâu. May quá anh còn sớm. Không thì em không biết là đối phó với bà như thế nào được nữa anh ạ. Không sao, lần sau bà về em trốn đi nhá. Dạ vâng ạ. Bà không sợ. Bà bảo là kể cả mình để làm giống cũng không có đất trồng anh ạ. Chắc mai phải tìm cán bộ về hỏi xem thế như thế nào rồi với cả tìm bà về đây em ạ. Không biết đất này đất của bà hay là đất của bà Hoa nữa. Chắc là đất của bà thôi. Chẳng qua bà ghét mình nên là bà mới đuổi mình đi thôi. Bà đã bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chừa được. Nào mang em đi khám thai với nhỉ? Không, không sợ đâu ạ. Cái gì cái cũng phải có pháp luật, người ta mới đỡ mình, không sợ được nhé.